Cửa hàng âm thanh A Luân xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác cùng tất cả quý anh chị em khách hàng trên toàn quốc. Rất vui em được gặp lại các bác trong clip buổi chiều tối hôm nay, thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2019 và trong clip này em trân trọng giới thiệu quảng bá chào bán tới các bác về dòng sản phẩm những chiếc đầu giải mã nhạc mạng DAC X7 hàng mới tinh nguyên sốt hàng xịn của công ty Đát sản xuất. Sản phẩm này được bảo hành Một năm trên toàn quốc. Thì em cũng xin phép là chào bán giá luôn, đó là 3 triệu 500 nghìn đồng trên một chiếc đã bao gồm phí vận chuyển và được tặng kèm theo một dây quang đắt tiền. bạn nhá, được tặng kèm theo một dây quang đắt tiền. Và cũng là để chia sẻ tới toàn thể các bác về những sai lầm về những sai lầm các bác nhé hay có thể gọi là À, những cái không hiểu biết và để chia sẻ kỹ hơn với toàn thể các bác thế nào là đầu giải mã nhạc mạng à, thế nào là bộ chuyển đổi à, và các bác sẽ cùng tìm hiểu trên kênh của cửa hàng và thưa toàn thể các bác thân mến Trước màn nhỏ đây là những chiếc đầu giải mã nhạc mạng DAC 7 khi nói đến X7 thì nó thuộc vào phân khúc cao cấp nhất của dòng họ nhà đắt và họ X nhá họ X thôi ạ à. còn ngoài thị trường nó có nhiều những đầu giải mã đắt tiền và đời cao lắm, các bác ạ. Tiền sinh ra uh, những chiếc đầu giải mã này, các bạn, khi bắt đầu khai sinh ra thì nó chính là con đáp x 3 và các bác uh, hiện tại đang sử dụng rất là nhiều, giá của nó khoảng trên một triệu đồng. hoặc uh, cũng đã có rất nhiều những bác sử dụng con tuber 03 uh, giải mã bằng bóng đèn, đấy, thì giá của nó cũng khoảng ngoài một triệu đồng. Uh, sau đó nó lên đến đời uh, x 4 x 5 x 6 và gần đây nhất đó là con X7 con X7. Thì con X7 là hiện tại nó đang thuộc phân khúc cao cấp nhất. Nó có thể giải mã hàng lên tới 32 bit. Và quay lại việc chính, đó là em sẽ chia sẻ thế nào là giải mã, thế nào là bộ chuyển đổi các bác nhá. Giải mã và chuyển đổi thì cái giống nhau của nó là sao? Cái giống nhau của nó đều là vào là digital. Và cái giống nhau thứ hai khi nó ra đều là unlock Đấy Thì đây ạ à. Em đã có luôn Đầu giải ma x 7 Đấy Bộ chuyển đổi Quang Các bạn nhé Vào là digital Có nghĩa là vào là Quang học Đây ạ à. Vào là quang học ra Đều là ăn lốc Gọi là hoa sen ra đều là ăn lốc là hoa sen Đấy Thì đây ạ à. Em sẽ chia sẻ toàn thể các bác Tại sao Chúng ta phải phân biệt rõ ràng nhiều các bác giờ vẫn đang bị sai lầm rằng là anh mua một cái tivi người ta tặng cho anh một cái đầu giải mã à một cái bộ giải mã đấy người ta tặng cho một cái bộ giải mã thì các bác sẽ cùng tìm hiểu nhé và tí em sẽ chia sẻ toàn thể các bác tác dụng của đầu giải mã nó sẽ như thế nào đây các bác ơi để các bác sẽ tìm hiểu nhé thế nào là giải mã thì các bác sẽ cùng nhìn đây ạ à, giải mã nó thế này đấy các bác ơi giải mã nó thế này các bác nhé Thứ nhất là các bác phải biết nó sử dụng chip để giải mã. Khi giải mã lên 32 bit thì nó giải mã chất lượng âm thanh nó rất là hay các ạ Nó phải có chip. Con này sử dụng hai con chip AKM của Nhật Bản các nhá. Một con này AKM này. Một con AKM này. Đấy. Sử dụng chip giải mã AKM của Nhật Bản. Sử dụng hai tụ xuất âm thương hiệu của Đức. Và còn vô vàn những con IC để giải mã lén âm thanh cho là chất đấu hay nhất tụ thì sao ạ đấy tụ để ghép nối tín hiệu và để lọc nguồn các bạn nhìn toàn những con tụ chất lượng và đây ạ tụ hóa tụ cửa chuồng đấy còn thế nào là chuyển đổi ạ đây ạ chuyển đổi đấy các bác ơi đây chuyển đổi đấy vào là quang đấy nó xử lý qua con ic này đấy và ra là ăn lốc ra là hoa sen đấy thì nó không thể là giống nhau được các bác nhé chế đầu giải mã này nó giải mã ra âm thanh lên tới 32 bit. Các nhá, 32 bit. Và để em sẽ chia sẻ toàn thể các bác. đầu giải mã nó có tác dụng như thế nào trong một bộ karaoke okay, cũng như là một bộ nghe nhạc. Chiếc đầu giải mã này các bác hãy ví tưởng tượng. Đấy, nó như là một cái máy lọc nước. Có điều kiện thì chơi, không có điều kiện thì thôi cũng được chứ nó không cứ bắt buộc 100% nó phải có đúng không các bác thì cái nguồn nước sạch hiện tại các bác đang sử dụng mà mỗi một phường hoặc mỗi một xã đều có một nhà máy cấp nước sạch nhưng đấy người ta gọi là nước sạch sinh hoạt các lý nhá nước sạch sinh hoạt nước sạch sinh hoạt thì sao các bác có thể tắm giặt rửa rau đấy hoặc làm bất cứ việc gì đó kể cả đun nước uống vẫn không sao đúng không các? nhưng nếu để cho yên tâm hơn và đảm bảo tốt có một nguồn nước thực sự tinh khiết thì mỗi gia đình thường thường là sẽ mua cho nhà mình một cái máy lọc nước ai có điều kiện thì mua cái máy lọc nước đắt tiền ai không có điều kiện thì mua cái máy lọc nước rẻ tiền nhưng dù sao rẻ còn hơn là không có đúng không các bác đó thì cái đầu giải mã này nó cũng vậy thôi ạ nguồn phát từ youtube thì các bác biết rồi ạ những cái bài nhạc nó bập bõm tiếng ra xuất âm không đều nhau bài thì nó ra tiếng chất bài nếu ra tiếng kém Đấy, thì khi qua cái đầu giải mã này nó sẽ xử lý chất âm nó ra là cô động là hay nhất đấy còn à, để mà có một cái sự cảm nhận bứt phá hay là có một cái gì đó nó kinh khủng thì chắc là các bác đã đặt câu hỏi thì em cũng sẽ trả lời toàn thể các bác một cái máy lọc nước khi các bác mua về để nó ra cái nguồn nước sạch tinh khiết để các bác uống đảm bảo sức khỏe chứ không phải khi qua cái máy lọc nước thì cái nước của bác nó ngọt hơn Uh, nó có vị chua, vị chát hay là nó có một cái gì đó đúng không các bác Mà nó chỉ ra được cái nguồn nước tinh khiết Có nghĩa là vào 7 Vào 10 ra 7 Vào 10 lít Nó lọc, uh, loại bỏ những cái nước bẩn, rồi nước không đảm bảo Hoặc là những cái tạp chất gì đó Nó đưa ra ngoài Còn uh, ra được nguồn nước chuẩn nhất Là được khoảng 7 lít đúng không các bác Thì cái đầu giải mã này cũng thế thôi ạ Không phải khi các bác uh, lắp cái đầu giải mã này vào mà giúp cho các bác hát hay hay là lắp cái đầu giải mã này để cho thế này thế kia. Mà lắp cái đầu giải mã này nó đưa ra cái nguồn âm thanh là chuẩn nhất để các bác đưa bộ dàn karaoke cũng như bộ nghe nhau toàn thể các bác. Những cái tiếng của nó được chi tiết, sạch sẽ, nó không có những cái tiếng ù uh, ừ, xì rồi, uh, tiếng bass, tiếng trung, tiếng tép nó cũng vậy các bác nhá. Đấy thì video này xoay quanh vấn đề đó là em chào bán chiếc đầu giải mã Dats X7. Còn thị trường thì có rất nhiều các bác muốn em lấy Dats X3 về nhưng thực sự toàn thể các bác là đắt X 3 đấy ạ, thì nó không có nhiều cái bứt phá mà bây giờ là càng ngày nó càng lâm cấp càng tiên tiến rồi. Vậy đắt X 7 nó rất là hợp lý phổ thông, giá 3,5 rưỡi tặng cho các bác dây quang cũng như kèm ship rất là hợp lý. Và loại hàng mới tinh, không có lỗi. Còn ngoài thị trường có rất nhiều những chiếc đầu giải mã đắt tiền, nhưng em cũng có cái cảm giác ý kiến của riêng em đó là không hợp lý vì nếu như các bác trung bình ra mua những bộ karaoke khoảng từ 15, 20, 25 đến 30 triệu thì các bác mua cái đầu giải mã này là hợp lý chứ chẳng ai mua bộ karaoke 30 triệu lại đi mua cái đầu giải mã 10 đến 15 triệu đúng không các bác như thế nó sẽ học khiễng không hợp lý thì để các bác uh, uh, có thể biết một chút về cách sử dụng thì em xin được chia sẻ đây à? các bác bây giờ đã hiểu thế nào là chuyển đổi đúng không đây là cái chuyển đổi không phải là giải mã các bác nhá đấy. và bây giờ rất là nhiều các anh em nói rằng là uh, đây là cái giải mã đấy uh, nói với những người không biết thôi nói với em em cười cho các bạn đây là cái chuyển đổi có nghe cái chuyển đổi với cái giải mã thì nó đều là giống nhau ở cái là đường vào đều là đi digital Đấy Ra là ăn lốc đúng không các bác Nhưng mà giải mã nó khác, giải mã chất âm nó ra khác mà quang nó ra khác các bạn lưu ý nhá Đấy Bây giờ có nhiều những cái quang như thế này nó to, nó to nghe các bạn này Đấy Thì nhiều anh em rất hay là lỗ là đây là giải mã nhưng không phải Đó nhá Đường vào của nó các bạn Đường vào hay nhất Đấy thì nó là đường USB các bác nhá, đường USB Đấy và đường vào hay thứ hai đó là đường quang Optical Hoặc các bác có thể cho đường vào là copy style và các bác cho vào đường OX Còn da của nó là hoa sen các bác nhé Da là hoa sen Nguồn của nó sử dụng nguồn 12V Đấy Đắt màu đen à, Mặt là phay nhôm cắt CNC rất là đẹp Có chiếc áp to nhỏ Các bác nhé Có chiếc áp to nhỏ ạ Ok chưa Và khi nhìn đến một cái sản phẩm hàng chất Các bác hãy nhìn đến vật liệu linh kiện của nó em vẫn chia sẻ vật liệu linh kiện của nó tốt thì nó sẽ sản xuất ra một cái sản phẩm cực tốt chip akm thì quá là nổi tiếng rồi các bác xoay kỹ cho em đúng chip akm không ạ à? nhật bản các bác nhá chip akm nhật bản đấy vâng em xin phép chào toàn thể các bác và trong clip sau em sẽ test âm giữa có và không có để các bác có thể nghe cảm nhận và trải nghiệm tất cả những bác khách hàng đã mua đát x 7 thì có thể cho ý kiến ở những comment bên dưới à, sử dụng của nó có được ổn định hay không chất âm da có thật sạch sẽ chi tiết như những lời quảng cáo hay không đấy và độ bền của nó thì các bác sử dụng đã có chiếc nào bị lỗi chưa à, tất cả các bác đều có những quyền riêng đó là comment bình luận nhưng xin lưu ý đánh giá các bạn đánh giá là phải thực tế đừng có một số anh em bán hàng cạnh tranh không lành mạnh ích kỷ à, vào đây bình luận chém gió các bác lưu ý hiện tại à, em đang xây dựng à, kênh à, âm thanh Elan mới này và xây dựng thêm hai kênh nữa và như các bác khi đã xem kênh của em thì cũng biết à, vấn đề à, cạnh tranh của các anh em không lành mạnh với cửa hàng thì rất là nhiều đôi khi à, các anh làm những à, việc ích à, kỷ và nói chung là em cảm giác là bị ổi cạnh tranh lành mạnh là sao ví dụ em đang bán con Dax X7 3 triệu năm trăm nghìn đồng bao ship tặng kèm một dây quang các anh em có thể bán giá rẻ hơn như vậy mới là cạnh tranh đó các anh em có quyền bán rẻ hơn thậm chí bán rẻ hơn rất nhiều đó là cạnh tranh em không cạnh tranh nổi về giá được em thua đấy còn làm những cái trò biểu như anh em vẫn đang chia sẻ cho em đấy ạ thì như thế không lên đúng không các bác vâng cảm ơn toàn thể các bác rất nhiều và em xin phép là sẽ dừng lại clip tại đây các bác thân mến Dash X7 giá 3 triệu 500 nghìn đồng Bao ship tặng một dây quang Và nếu như các bác có nhu cầu Vẫn muốn dùng những chiếc đầu giải mã Đấy nhạc mạng thì muốn nó rẻ hơn một tí nữa thì có thể em sẽ lấy đắt x3 hoặc là con Tuber 03 các bác có thể tìm hiểu trên thị trường các anh em bán con đắt x3 em thấy cũng hợp lý hoặc là con Tuber 03 con Tuber 03 giờ nếu như các bác mua với giá là 1 triệu mốt các bác có thể đổi hai con bóng của Trung Quốc lấy hai con bóng của Mỹ hai con bóng của Mỹ anh em đang bán khoảng 350 một quả đó nhá hai cái bóng ấy hai cái bóng thì à, uh, nó thành bao nhiêu ạ 1 triệu 7 1 triệu 8 thì con Tuber 03 cũng rất là hay các bác nhá Đấy, hoặc các bác có thể sử dụng kép. Đấy 2003 cộng đát X7 rất là hay luôn. Và em xin chào toàn thể các bác. Video sau là em sẽ chia sẻ nhiều hơn về con đầu giải mã này. Vì là những cái đồ công nghệ em rất là thích các bác. Cứ cái gì cho ra chất âm hay. Tiếng chất lượng, độ bền cao là em thích. Đấy. Ok. Xin hẹn gặp lại các bác ở một video gần nhất.